Cơ sở gỗ Tùng Tám kính chào bác. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình chú Hạnh Hải kính chào. Đúng rồi. Chú Hạnh Hải tại khu 4 Tình Cương và vừa bàn giao gia đình một bộ sập thờ tứ linh gỗ mít ta. Sập thờ tứ linh. Hiện tại gia đình vẫn chưa được giờ nên là để phía trước hay sau được giờ thì mới kế sáp vào không gian tường bên trong này. Đấy, quay lại video clip ngắn. Làm kỷ niệm giới thiệu mọi người quan tâm thì tham khảo. Đây bộ sản phẩm đây, cái gà này. Đây, đục chạm túi linh. Đục chạm dạ, đục chạm thủ công bằng tay. Đây là chủ nhân của bộ sản phẩm này, chú Hải. Chú Hạnh. Chú đang kiểm tra lại cái bộ sản phẩm chúng tôi bàn giao đây. Đây là khu 4 chú nhỉ? Khu 4. Vâng, khu 4 Tình Cương. Rồi, rất cảm ơn chú đã ủng hộ sản phẩm bên xưởng nhé chú nhé. Vâng. Đấy, quý khách hàng là có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và số điện thoại thông tin trên màn hình đây. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Sản phẩm mày kê vào không gian này thì cũng rất là vừa vặn và phù hợp với không gian này. Đấy. Rất đường nét rất là thanh thoát. Ok.